Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay không quá dài, chỉ có 3 ngày nên các tour du lịch trong nước trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Hẳn điều mà rất nhiều người quan tâm lúc này là tình hình thời tiết tại các điểm du lịch sẽ như thế nào, có thuận lợi cho chuyến hành trình hay không. Và những thông tin thời tiết sau đây sẽ giúp cho quý vị chủ động hơn trong kế hoạch nghỉ lễ sắp tới của mình. Ngày hôm nay, thời tiết cả 3 miền khá ổn định, trời nắng và không có mưa. Tuy nhiên, do đang ở trong giai đoạn chuyển mùa từ nóng sang lạnh, nên những cơn mưa dông rất dễ hình thành. Từ đêm mai, sẽ có một rãnh áp thấp xuất hiện nối với vùng xoáy thấp đi qua Bắc Bộ sẽ gây ra một đợt mưa trên diện rộng. Các điểm du lịch ở vùng núi và ven biển đồng bằng Bắc Bộ là không thuận lợi, thậm chí là nguy hiểm khi đối mặt với nguy cơ lũ, sạt lở đất và các hiện tượng rông lốc. Theo quan sát của chúng tôi trên ảnh vệ tinh phân giải cao, thì hiện tại trên khu vực phía Nam lục Trung Quốc đang hình thành một cái rãnh mây rông chạy dọc theo vị tuyến 25 đến 27 độ Vĩ Bắc. Rãnh mây rông hoạt động từ độ hoàn chỉnh và cũng theo nhận định của chúng tôi thì khả năng cái rãnh mây rông này sẽ tác động vào khu vực núi phía Bắc vào chiều tối mai, gây mưa rông diện rộng cho các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sau đó thì cái rãnh mây rông này vào đêm ngày mùng 1 và sang ngày mùng 2 sẽ lục dịch dần xuống phía Nam và ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hà Nội. Thì hiện tại vào thời điểm như hiện nay ấy, thì là cái nhiệt độ đang tương đối cao, không khí nó khô và xuất hiện trở lại một cái điều kiện thời tiết là nó bất ổn định như thế thì cái khả năng sinh lốc xoáy và cái gió giật mạnh trong mưa rông là rất tiềm tàng, đặc biệt là khu vực các cái tỉnh vùng phía Bắc. Như vậy trong cái ngày mùng 2 tháng 9 ấy, thì là khu vực các cái tỉnh miền Bắc ấy, sẽ chịu ảnh hưởng của cái rãnh mây rông gây mưa rông trên diện rộng. Rãnh thấp không tác động đến khu vực miền Trung nên đây là nơi có thời tiết lý tưởng nhất, trời nắng và không có mưa. Các bãi tắm ven biển, đặc biệt là tại vùng Nam Trung Bộ, nơi nước biển xanh trong, hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều khách du lịch. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C, thấp nhất về đêm là 26 độ C. Ở Nam Bộ, nền nhiệt không quá cao nhờ những cơn mưa rông vào chiều tối. Dù vậy thì tác động của thời tiết đến việc vui chơi và du lịch là không nhiều. Mức nhiệt cao ở trong ngày là 34 độ C, về đêm khoảng 26 độ C. Còn ở miền Bắc, nhờ có mưa nên nhiệt độ giảm đáng kể, thời tiết mát mẻ, khi cao nhất là ở 32 độ C. Mưa dông trong ngày mùng 2 tháng 9 đã không còn là điều gì quá bất thường, khi theo thống kê trong 10 năm trở lại đây thì xác suất trời mưa chiếm đến 70%. Bắt đầu tháng 8, tháng 9 là cái thời kỳ mà bắt đầu chuyển từ thời kỳ mùa nóng sang mùa lạnh. Nếu như sớm thì cái mùa nóng sang mùa lạnh sẽ chuyển hết vào tầm tháng 9. Còn nếu mà muộn thì thường là chuyển sang từ cuối tháng 9 sang tháng 10. Như vậy là cái thời điểm mùng 2 tháng 9 là cái thời kỳ mà là đang giao mùa giữa mùa nóng và chuyển sang mùa lạnh. Như vậy thì cái mưa nó có thể xuất hiện bất thường. Như vậy là một tour du lịch về miền Trung và miền Nam trong dịp nghỉ lễ có lẽ là gợi ý tốt nhất cho các gia đình. Bởi tại đây trời nắng nhưng không quá nóng bức.